Chiều ngày 2 tháng 10, chi bộ trường tiểu học Quang Trung tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 tháng 10 năm 1963, 30 tháng 10 năm 2023 với chủ đề khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu giàu đẹp văn minh hiện đại. Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, bí thư trưởng các khu dân cư nơi trường đứng chân cùng các đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ. Buổi sinh hoạt được tổ chức với mục đích tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho toàn thể các đảng viên trong chi bộ và đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt cho chi bộ nhà trường. Thông qua buổi sinh hoạt, các đảng viên được nghiên cứu, tìm hiểu, nhận thức đầy đủ về lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển, những thành tựu to lớn, dấu ấn nổi bật và bài học kinh nghiệm trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về lịch sử truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa con người Quảng Ninh. Trong nội dung sinh hoạt chính trị, ba tổ đội đại diện cho các tổ đảng, tổ chuyên môn đã cùng tham gia phần thi tìm hiểu về tỉnh Quảng Ninh dưới hình thức ứng dụng công nghệ số. Đây được coi là sự tích cực đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn trong công cuộc đẩy mạnh công nghệ số gắn với công việc mà chi bộ trường tiểu học Quang Trung hiện đang áp dụng. Nhân dịp này, chi bộ nhà trường đã biểu dương và khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao tại nội dung thi viết cuộc thi tìm hiểu Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển thành phố Uông Bí vừa qua.